Thưa quý vị, những năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Trong đó triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ 14, nâng cao vai trò của phụ nữ, tổ chức hội trong các hoạt động an sinh xã hội và để lại nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 8 tháng 3 năm 1910, ngày 8 tháng 3 năm 2023. Năm qua, 1.200 chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Các cấp hội phụ nữ thành phố đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Để đạt được kết quả đó, các chi hội phụ nữ ở cơ sở đã nỗ lực không ngừng trong công tác hội, trong đó có trách nhiệm từ các cán bộ hội viên phụ nữ, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ. Các cái chỉ đạo trọng tâm của hội cấp trên thì các chi hội cũng đã linh hoạt và chủ động tổ chức nhiều cái hoạt động để tập hợp, thu hút chị em đến với tổ chức hội. Nhiều chi hội cũng đã chủ động trong cái việc tham mưu với cấp ủy để mà tổ chức những cái buổi sinh hoạt có cái sự tham gia của các cái thành phần ở khu dân cư cùng vào cuộc, cùng hỗ trợ, cùng tham gia với lại chi hội. Chi hội Phụ nữ 24 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ có 185 hội viên. Trong năm 2022 đã đạt giải 3 chi hội phụ nữ tiêu biểu. Với địa bàn rộng, dân cư đông, hội viên chủ yếu là cán bộ công chức hưu trí và buôn bán nhỏ. Chị em trong chi hội luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhất là việc giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo điều kiện xây dựng và phát triển thực hiện tốt các phong trào hoạt động do hội phụ nữ cấp trên phát động. Hầu như là hàng tháng là đều có tổ chức ít nhất là một lần, hoặc là ngày Tết dương lịch hoặc Tết âm lịch thì là có chương trình là hỗ trợ thêm cho các cái bệnh nhân ở các cái bệnh viện đó, là coi ngoài những cái chương trình thường kỳ của hội. Điểm nổi bật của chi hội Phụ nữ 24 là luôn phát huy nội lực từ hội viên phụ nữ, vận động được nhiều mạnh thường quân với tổng số tiền huy động hơn 150 triệu đồng. Qua đó, chi hội đã làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tổ chức các đợt thăm tặng quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo khó khăn, ốm đau bệnh tật, trẻ mồ côi với số tiền hơn 50 triệu đồng. Đặc biệt với mô hình bếp ăn nghĩa tình, chi hội đã huy động hội viên phụ nữ nấu 3.456 suất ăn miễn phí cho bệnh viện, cho bệnh nhân bệnh viện tâm thần và bệnh viện ung bướu Đà Nẵng với số tiền hơn 55 triệu đồng. Làm được cái vườn rau sạch mình tự ăn để vệ sinh, để bảo vệ sức khỏe tốt hơn và rau nó sạch hơn. Với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, các chi hội phụ nữ cơ sở đã để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả các chủ trương về an sinh xã hội, ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới.